Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, ăn ở cùng với nhau 8 năm trời, vậy mà chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc, Trương Thị Thưa sinh năm 1982 đã ra tay sát hại anh Dương Đình Bằng sinh năm 1969, chồng của Thưa, hết sức man dợ. Nhẫn tâm hơn, để che giấu tội lỗi của mình, Thị còn vứt xác chồng phi tang dưới dòng nước sông Cầu chảy xiết. Thậm chí khi người dân phát hiện thi thể của anh Bằng trôi giạt, Thưa vẫn tỏ vẻ như mình là người vợ xấu số. Nhưng dù dựng lên một kịch bản công phu và ra sức gào khóc thảm thiết, Thưa vẫn không qua mặt được lực lượng cơ quan chức năng. Chi tiết vụ việc ra sao, xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2013, người dân xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, Phú Bình, Thái Nguyên tá hỏa khi phát hiện một xác người nổi trên sông Cầu. Nạn nhân chính là anh Dương Đình Bằng, trú ở xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình. Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ của cơ quan điều tra đã chứng minh hung thủ không ai khác chính là Trương Thị Thưa, 31 tuổi, trú tại xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, là vợ của nạn nhân. Ngày 15 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Thưa về hành vi giết người. Theo lời khai của Trương Thị Thưa tại cơ quan điều tra, tối mùng 10 tháng 11 năm 2013, Thưa đang nghỉ ngơi ở buồng riêng thì chồng đi chơi về. Giọng điệu có vẻ tức giận, đòi Thưa ngồi dậy nói chuyện. Bằng yêu cầu Thưa gọi điện về cho mẹ đẻ, bán mảnh đất lấy tiền trả nợ lô đề. Thấy chồng đòi hỏi vô lý, lại giọng điệu hung hăng, kể cả, Thưa cự cãi, dẫn đến vợ chồng to tiếng. Thấy phản ứng của vợ, Bằng mang kiếm ra, dí vào cổ, bắt Thưa mở két, lấy 60 triệu đồng, đưa cho anh ta đi chơi cờ bạc. Mâu thuẫn càng lớn, và trong lúc nóng giận, Bằng rút thanh kiếm ra, chĩa về phía vợ, rồi đe dọa, nếu không đưa tiền sẽ lấy mạng vợ. Tức giận vì thói côn đồ của chồng, nhân lúc Bằng sơ hở, Thưa đá mạnh vào hạ bộ Bằng, làm thanh kiếm trên tay bị rơi xuống. Khi Bằng đứng dậy lao vào giằng chìa khóa trên người vợ, thì đúng lúc Thưa giơ thanh kiếm lên. Kết cục, anh Bằng đã bị thanh kiếm đâm vào ngực trái. Hai bên tiếp tục xảy ra giằng co. Sau đó anh Bằng bị Thưa dùng kiếm tác động 18 nhát vào ngực, bụng, dẫn đến thiệt mạng. Sau khi thực hiện dựng lại hiện trường gây án, người dân quanh đó không thể không sững sờ trước mức độ dã man của người vợ sát thủ này. Đồng thời câu hỏi nghi vấn được dấy lên, liệu có hay không một kịch bản được chuẩn bị công phu từ trước? Bởi ngay sau khi thấy Bằng ngừng thở, Trương Thị Thưa đã bình tĩnh thu dọn hiện trường và có một loạt biểu hiện logic giống như người nhà bị hại thực sự. Thậm chí khi lên làm việc với cơ quan chức năng, Thưa còn một mực chối tội. Cho đến khi công an đưa ra những bằng chứng cụ thể thì Thưa mới khai nhận hành vi tàn ác của mình. Thưa khai chi tiết, sau khi Bằng tắt thở, Thưa quấn chồng vào trong vỏ chăn, nhét vào túi ni lông và đặt vào trong cốp xe của gia đình. Chưa yên tâm, Thưa lại lấy xác chồng ra, cho vào một thùng tôn dài 1,3 mét rồi đặt lên ghế sau ô tô. Theo báo Công an Nhân dân, chiều ngày 11 tháng 11, Thưa lái ô tô chở thùng tôn này lên nhà mẹ đẻ cô ta ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Gặp Nguyễn Văn Hồ và Hoàng Văn Tuấn, hai người họ hàng của Thưa. Thị tỏ ra lo lắng, khóc lóc kể sự tình. Chồng em bị các đối tượng xã hội đen hại chết nên em phải mang chôn cất ở nơi hẻo lánh này, tránh bị bọn xấu trả thù. Sau màn khóc lóc vật vã, Thưa nhờ Hồ và Tuấn chôn anh Bằng, còn Thị xuôi về Thái Nguyên ngay lập tức. Tuy nhiên, cảm thấy có sự bất thường, Nguyễn Văn Hồ đã gọi điện cho Thưa, yêu cầu mang anh Bằng đi chỗ khác chôn, nếu không, ông ta sẽ báo công an. Mặt khác, ông Hồ tới nhà mẹ đẻ của Thưa kể rõ sự tình. Nghe chuyện, mẹ Thưa gọi điện hỏi. Biết không thể giấu giếm, Thưa buộc lòng phải kể đầu đuôi cho mẹ nghe. Biết không thể chôn cất Bằng ở Lạng Sơn, từ xa, Thưa chỉ đạo nhờ một người bạn chở xác chồng trở về Thái Nguyên. Nhưng lái xe từ chối vì nghi có hàng cấm. Cách cuối cùng, nữ sát thủ này gọi điện nhờ mẹ thuê ông Lê Kim Oanh, người cùng xã chở. Nói dối rằng đó là thùng thịt trâu.
Ông Oanh thật thà, tin đó chỉ là hàng hóa bình thường, nên đồng ý chở với giá 1,2 triệu đồng. Trên xe ô tô về Thái Nguyên đó, Hồ cũng ngồi trên xe. Ở cầu Ba Ra, Thái Nguyên, Thừa đã chờ sẵn ở đó. Sau khi thanh toán tiền xe, đợi người lái xe đi mất hút, Thừa dùng xe máy chở thùng tôn ra giữa cầu. Hồ ngồi sau xe giữ. Đến giữa cầu, cả hai nhấc chiếc thùng đổ thi thể anh Bằng xuống dòng sông đang cuộn chảy. Hoàn tất quá trình phi tang, Thừa đưa Hồ 5 triệu đồng. Gã đàn ông tham lam này nhanh chóng dùng số tiền đó thêm chút tiền dằn túi mua 1,5 chỉ vàng ngược về Lạng Sơn, coi như chưa từng nhúng tay vào phi vụ rùng rợn này. Trước đó, vào ngày 12 tháng 11, Thừa thông báo với làng xóm và họ hàng là anh Bằng mất tích từ hôm 10 tháng 11. Cầm theo 60 triệu của gia đình, hàng xóm và người thân của Bằng tỏa đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trong khi đó, Thừa thuê người lau dọn nhà cửa từ sáng sớm ngày 12 tháng 11, thậm chí mua xăng tẩm vào một số bộ quần áo, đệm rồi mang lên tum của nhà để đốt. Không ai ngờ rằng chính Thị đã lấy điện thoại của chồng và soạn sẵn hai tin nhắn có nội dung ra sông cầu tìm xác chồng, rồi vờ mang tin nhắn này cho hàng xóm xem và nhờ tìm giúp. Thị không quên khóc lóc thảm thương, nói chồng em có mệnh hệ gì, mẹ con em biết sống thế nào, khiến ai nấy đều lo âu, thay nhau động viên trấn an Thừa. Khoảng 8 giờ ngày 14 tháng 11, một người dân xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, Phú Bình đi thả lưới, vô tình phát hiện một xác chết nổi trên sông. Sợ Thừa rối loạn, hàng xóm khuyên Thừa ở nhà, còn họ sẽ lên đường xác minh. Nhưng đến nơi, không ai nhận diện được thi thể vì trên người có nhiều vết thương tích và mặc độc một chiếc quần lót kẻ sọc. Khi gọi điện về cho Thừa, Thị xác minh khi đi, anh Bằng mặc theo chiếc quần lót kẻ sọc theo mô tả tại hiện trường. Thông báo 80% nạn nhân tử nạn trên sông chính là anh Bằng, Thừa đã lấy ô tô riêng lao tới hiện trường. Và mặc dù chưa nhìn thấy cái xác, Thừa đã vật vã khóc lóc và khẳng định đó chính là người đàn ông đầu ấp tay gối của Thị. Trong đám tang chồng vào ngày 15 tháng 11, Trương Thị Thừa vật vã khóc lóc, ngất lên ngất xuống, khiến cho bầu không khí trở nên tang thương, ảm đạm thêm. Nhìn hai đứa con thơ của Thừa ngơ ngác, không hiểu chuyện, ai nấy đều xót thương cho gia đình Thị. Tuy nhiên, nghi vấn bắt đầu khi cháu Dương Linh Thương, 7 tuổi, con gái lớn của nạn nhân kể, đêm mùng 10 tháng 11, cháu nhìn thấy bố mẹ đánh nhau. Thậm chí, cháu còn nhìn thấy máu ở trong phòng, sau đó còn thấy mẹ lau rửa cho bố. Hỏi thì mẹ bảo, bố ăn tiết canh, say rượu rồi bị nôn. Mẹ dục Thương và em trai 4 tuổi đi ngủ, nhớ chùm kín chăn. Cùng với nghi vấn của hàng xóm Thừa khi vớt xác anh Bằng lên, thấy trên cơ thể anh có nhiều vết thương sâu, kết hợp những nghi vấn với nhau, cơ quan điều tra xác định đây rất có thể là vụ án mạng được dàn dựng công phu. Ngay lập tức, cơ quan điều tra tiến hành triệu tập, lấy lời khai của những người liên quan, trong đó nổi lên kẻ sát nhân chính là Trương Thị Thừa. Theo lời trưởng phòng cảnh sát hình sự tỉnh Thái Nguyên, khi ấy là đại tá Dương Xuân Quý kể lại, ban đầu Thừa một mực chối tội, nhưng trước những bằng chứng thép, biết không thể che giấu tội lỗi, Trương Thị Thừa buộc phải cúi đầu nhận tội và khai nhận quá trình sát hại, phi tang xác chồng là anh Dương Đình Bằng. Bà Dương Thị Triệu, 94 tuổi, mẹ đẻ của anh Bằng, bàng hoàng trước thông tin chính con dâu là người đã nhẫn tâm sát hại máu mủ của bà và cũng là người chồng Thị 8 năm đầu ấp tay gối. Bà nghẹn ngào nói, tôi ở cùng vợ chồng thằng Bằng và hai đứa cháu nhỏ. Thì thoảng tôi và Thừa có xảy ra trục trặc, cãi vã nhỏ nhặt, chuyện muôn đời của mẹ chồng nàng dâu thôi. Lần nào Bằng cũng ra mặt bênh vực tôi, điều ấy khiến Thừa không mấy hài lòng, nhưng toàn chuyện vụn vặt. Gia đình lại yên ắng trở lại ngay. Tôi đâu ngờ con Thừa dã man thế. Vợ chồng có gì không phải thì bảo ban nhau, đằng này... Nói tới đây, bà nghẹn ngào, nước mắt rỉ ra từ hai hốc mắt nhăn nhúm đau khổ. Nỗi lo toan đè nặng tuổi già gần đất xa trời của bà. Bố chết, mẹ đi tù, tôi ở lại tuổi gần đất xa trời, rồi mai đây ai chăm sóc, nuôi nấng hai đứa trẻ? Nỗi lo âu của bà là có cơ sở và hoàn toàn hợp lý.
bởi lẽ các cháu còn quá nhỏ để phải chịu nỗi oan nghiệt, cay đắng của số phận. Vành khăn trắng trên đầu hai đứa trẻ khiến ai nấy đều khóc và xót thương. Theo đó, càng giận dữ hành vi táo tợn, dã man của Trường Thị Thưa. Theo người dân sống gần nhà vợ chồng anh Bằng cho biết, anh Bằng hàng ngày làm xe ôm, cho thuê ô tô và kiêm ghi số đề. Gia đình anh Bằng và chị Thưa khá giả, đều chỉn chu lo lắng cho tổ ấm và con cái. Đặc biệt vợ chồng anh rất độc lập về kinh tế, hầu như không liên quan gì đến nhau, dù ăn chung nồi, ngủ chung giường. So với xóm giềng, gia đình anh thuộc hàng khá giả, nhưng không hiểu sao dạo gần đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xích mích, to tiếng. Được biết, trước khi xảy ra vụ án, hàng xóm có nghe phàn nàn về chuyện chồng mua hộ thuốc để kinh doanh trình dược viên. Đến khi trả cho chồng thì chồng tính cao lên 400.000. Thưa cho rằng chồng bạc bẽo, tính toán chi li từng đồng từng cắc với mình, phụ tình bạc nghĩa, nên trong lòng ấm ức, nảy sinh nỗi hằn học. Thưa quý vị, tháng 5 năm 2014, Tòa Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt Thưa án tù chung thân về tội giết người. Tội ác không chỉ một mình người mẹ nhẫn tâm này gánh chịu mà còn đổ lên vai hai đứa trẻ tội nghiệp đến suốt cuộc đời. Và Trương Thị Thưa chắc chắn sẽ ôm nỗi dằn vặt cay đắng suốt phần đời còn lại. Đó cũng chính là bản án lương tâm Thưa phải đối diện trong những ngày phải trả giá phía sau song sắt trại giam. Tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.